Đến chiều 13 tháng 1 năm 2019, công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra làm rõ về thi thể một cô gái được phát hiện dưới sông Sài Gòn. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, một số người dân ở khu vực gần bờ sông Sài Gòn thuộc phường Thảo Điền quận 2 phát hiện thi thể cô gái này nổi trên mặt nước nên liền đến trình báo công an. Nhận tin, công an quận 2 đã đến đưa thi thể nạn nhân vào bờ, điều tra lấy lời khai các nhân chứng. Theo ghi nhận ban đầu, thi thể là một cô gái khoảng 25 tuổi mặc quần jeans, áo thun đỏ, áo khoác màu xám. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.